Cô Nguyễn Thị Soi, ở số 4 đường Giáp Hải. Cô đã gần nghỉ hưu. Cô đến đây cô khám lại răng và hàn hai cái cổ chân răng. Không, cô trước khi làm thì cô chỉ thấy là uống nước lạnh hoặc là uống nước nóng thì là nó hơi buốt buốt, hoặc là ăn những cái kẹo ngọt nên là nó hơi buốt cái cổ chân răng đấy. Thì cô xuống khám và bác sĩ Sơn hàn cái cổ chân răng cho cô, làm rất nhẹ nhàng. Và cô cứ tưởng là chưa xong, hàng tí đã bảo xong rồi. Anh rất khéo tay, rất nhẹ nhàng. Cô đến với nhau hoa khoa này thì cô rất yên tâm và tin tưởng. Cô có lời khuyên với mọi người là mình cứ súc miệng nước sinh lý, nước muối hàng ngày, thế và ngày đánh răng 2 lần, sáng và tối. Thế và đánh răng thì là đánh theo như bác sĩ hướng dẫn, là mình phải đánh chải chải chứ mình không đánh ngang. Đánh ngang thì nó dễ mòn cái cổ chân răng ấy, thì là lúc mình ăn những cái đồ lạnh quá hoặc nóng quá nó hay bị buốt, buốt cổ chân răng.